Cái áo sơ mi cho tắm mốt đúng không? Hơi hơn nữa. Áo sơ mi với mình thấy hợp lý. Nhìn nó để sang trọng. Nó mặc được nhiều lịch kiểu ấy. Đúng rồi. Cái sơ mi mình vẫn thấy nó hời nha. Có 181 thì công nhận là mình thấy nó hời thật. Cái áo này nữa, cả cái áo nào nhỉ? Cái áo hoodie hả? Không, cái áo này. Thật nha, với phương diện là một người đang bán hàng nhưng mà vẫn mang cái tâm trạng là một người mua hàng nữa thì đây. Thì với cái áo này cho mọi người. Thì cái áo sơ mi đáng mua thật nha mọi người. Có 181k thì quá đáng để mua luôn á. Có nghĩa là nhá, mình rất thích chất liệu của cái áo này. Nó khác với cái chất liệu này. Mọi người có thể nhìn thấy cái này thì nó thật sự là nó dễ nhăn hơn một chút. Mà với cái này ấy, nó nhăn mà nếu mà có nhăn là đi nó cực kỳ dễ dàng. Nhanh đúng không? Với cả trong cái này nó có 3 màu này. Màu hiện tại mình đang cầm màu đen và cũng như là màu trắng. Thì với mình cảm giác là với cái chất liệu này và với màu trắng ấy thì nó thích lắm. Mặc nó giống như kiểu là nó sang ấy. Kiểu nhưng mà với 181.000 thì đối với em là con gái, em sẽ lựa cái sơ mi cơ. Tại vì tặng cái sơ mi là nhìn rõ được cái sự mua hai cái luôn, set son 375 và trong khi cái này 181 cộng vạn mới là 362 thôi. Ui, vậy là vẫn lời. Vẫn lời nha. Mà mình mang tiền tặng hai món. Ai mà có hai bồ tặng được hai cái. Cái gì đấy? Nhận về hai set son. Trời ơi. Cái gì đấy rồi? Tính toán cái kiểu gì đấy? Đúng luôn, thề luôn. Quá hợp. Sai rồi, mình suy nghĩ đến những điểm tích cực là mình mua tặng cho bố một cái và cho bồ một cái. Mình vẫn từ nãy là mình nói là bố với bồ ấy. Mà tại nói nhiều lưu ấy. Vậy là mình vẫn gọi như lấy lòng được hai người đàn ông rất là quan trọng với bản thân của mình đúng không? Bố bồ hoặc là anh trai đút lót sau những lần đi chơi về trễ, anh ra mở cửa cho em vào nha. Đó, chở qua lại không? 181.000 mua nên. Nên mua nha mọi người ơi. Flannel cũng đẹp đó mọi người. Chị bé ơi, học size hết size S rồi, hết size S thì mày mặc size M đi. Con bé này. Thế bây giờ thế mày hỏi chị Uyên ơi, bây giờ mày hỏi chị chị cũng có sản xuất được size S cho mày mua ngay đâu. Mày mua size M mày mặc đi. Thôi. Không, em đùa mà, người quen nên mới dám nói thế. Nhưng mà nhiều người không quen người ta lại nhầm. Uyên nó giật mình nó mua luôn đấy. Ghim lại hộ em áo chị đang mặc đi ạ. Nó mặc size M là vừa mà đấy. Các chị kêu này, nó mặc size M là vừa mà. Hai anh chị này cứ bị đáng yêu lại ghim lại cái áo chị đang mặc đi. Em có 110 kìa. 110 ạ. Ui, sao lại thấy con rẻ hơn đến 100.000 so với cái giá mà mình đang có. Đúng rồi đấy. Sao lạ vậy ta. Ăn nãy. Giỏi nhờ, săn cho anh một cái. Săn cho anh một cái. Chị chốt được cả nước với áo luôn rồi nè. Cảm ơn chị Hoan. Cảm ơn chị Hoan. Hoan hỉ chắc là Hoan hỉ. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị nhiều. Đồ câu chỉ nên đợi em qua nick khác. Ôi, đi ngủ đi. Đi qua nick khác để dành lại sau. Để được phí ship hay gì ấy. Dành lại sau nhá. Chốt nữa là tròn 10 đô rồi á. Uyên Nguyễn. Tình là tên lắm, tình là hơi lắm, tình là cơn rơi nhẹ. Tình là yêu lắm, tình là thương lắm, mà chưa một ơn. Rồi em ơi, ok. Nick này đặt nhiều quá nó không cho đặt nữa. Trời. Tại sợ em lỡ đặt nhiều em bom. Sợ bom á. Chứ còn đâu uy tín chưa có. Son áo nước em chốt đủ hết rồi á. Wow. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn cứ hú đi xong inbox tôi tài trợ thuốc ngậm khan tiền. Nhớ nha, gạo ơi nhớ nha. Hôm trước ra chị ơi, nhà em có đầy đủ hết chị ạ. Nhà em là có bán thuốc nè, có bán đồ câu nè, rồi đủ thứ trên đời hết. Chị muốn gì cứ liên hệ, nhưng bên em có bỏ giá xỉ. Chốt Miuna nha, em chốt được 5 deal rồi. Cảm ơn Miuna lớp học quản lý nha. Cảm ơn mọi người nha. Đây tôi sẽ lên cho mọi người cái flannel trước nha, tiếp nha. Tôi phải rất tâm đắc này. Buồn ngủ không chị? Không. Chị có mọi người ở đây chị không buồn ngủ. Mình rất là tâm đắc cái áo flannel luôn đấy mọi người. Và mình rất thích những cái brand thời trang nào ở Việt Nam làm flannel. Em chốt 2 đơn rồi, em chốt 3 đơn rồi. Trời ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Flannel nó mặc vào cái thời tiết mùa thu này rất là hợp luôn. Và với cả ấy, mình lại thấy flannel của nhà Routine ấy, họ rất là chăm chút vào cái việc thiết kế. Mình cảm thấy là nó đáng nha. Cái flannel này bao tiền em? Đây để em buôn tìm con. Cũng được tặng cái áo thun này á Đức. 539.000 và lại tiếp tục được tặng áo thun.
lại tiếp tục bị tắt. Hỏi xem nhà Routine có đang truyền máu không ấy. Bán máu từ nãy giờ rồi. Đúng không anh? Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Là 588 ca, giá gốc là 638. Ủa, hợp lý ha. Cái chất liệu của nó ấy, mọi người có thể, nếu mà mọi người được sờ vào thì mọi người sẽ cảm nhận được nó rất là dày. Đây. Chốt 15 đơn 3,5 triệu. Rất là dày. Ủa, hay đấy. Bé Viên Nguyễn hồi nãy đây. Trời ơi. 15 đơn 3,5 triệu rồi. Còn có chắc là lấy hết đơn không đấy? Có chắc lấy hết đơn không? Nhớ lấy hết đơn đi chứ. Ê, nhưng mà để dành like sau nữa nha. Sao của em có 500k vậy là rẻ. Rẻ thì làm gì còn chân trừ gì nữa, chốt đơn. Chốt đơn. Của em có 516 thôi, trời ơi chốt luôn đi mọi người ơi. Hợp lý quá. Ôi, trời nhờ. Vậy là rẻ hơn rất nhiều luôn á. Này tặng này với cái màu này mix với nhau này, từ từ mình cũng sẽ thấy bắt chung để xem nha. Sơ mi ở bên, nó thu ở bên trong. Anh đắc mấy cái kiểu này mình rất là thích luôn ấy. Không, cái kiểu này ai cũng biết rồi. Mày hỏi, nhưng mà tại em chỉ có mình anh thôi. 6 phút nữa thì mình sẽ vòng lại hết tất cả các deal về hôm nay mình có nha. Okay. Dạ vâng ạ. Dạ. Ui, nhanh nhở. Nhanh nhở. Trước lúc ở nhà em nghĩ là không biết làm gì để trong hết 4 tiếng. Em nghĩ là bọn em sẽ làm gì trong 4 tiếng đấy. Nhưng mà thời gian thấm thoát thôi, đưa 10 đợt là 4 tiếng rồi. Anh quay phim kêu chắc không nhá, nãy giờ anh thấy lâu nhá. Không hề nhá. Anh bảo nhanh lên để còn về đây này. Đấy. Hôm trước em mua cho bố một cái 800k. Ồ, thật á. Wow. Vậy là mọi người đã không... Không tại bọn mình, tại vì hôm nay bọn mình mới livestream. Trời đợt ơi. Từ đâu em mới khoan nick này phải mua lẹ lên. Em sắp tắt like rồi. Ui, cảm ơn bánh bao đây nha. Chắc là mua mã 7. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người nha. Ui, bánh bao đây chốt 7 đơn kìa. Vừa bánh bao. Cảm ơn. Vừa chốt 211k. Cảm ơn em nha. Ồ, cảm ơn nào. À chết. Cảm ơn nào. Đây cho em một cái. Đây. Mình có thể mix được kìa. Với mình thì mình thấy màu này cũng hợp để mà mặc vào trong đấy. Đây này, trời ơi, mọi người ơi. Thật mà, tôi khuyên thật với anh em ấy. Cảm ơn Mít nha, người ta đã hết từ cái đoạn người đã mua son rồi mà Mít ơi. Tôi khuyên thật với anh em đấy, mọi người nên có một chiếc flannel ở trong tủ đồ của mình. Ví dụ như là với những cái người nào mà cảm giác như là mình hơi bị già ở trong việc mặc đồ ấy, thì thật sự flannel nó sẽ là một cái cách để cho mọi người thay đổi. Ví dụ như là bình thường mọi người hay thích mặc áo di lê kiểu lù câu rồi áo bom mưa thì mọi người có thể mặc flannel. Mọi người có thể thử. Mình biết là có những người ở trong tủ đồ chỉ toàn những cái áo kiểu lù câu như vậy thôi. Mọi người nên thử flannel đấy. Rồi đó mọi người. Đúng rồi anh. Mình nhiều tiền mình lấy làm gì? Ăn thì cũng hết thôi, bớt ăn sang lại mua áo mặc đi nhá, đừng đổ câu nữa nhá. Đúng rồi. Mọi người nhiều đổ câu nhất ở đây lên đây đổ. Mọi người chốt giữ vậy, mình mới chốt được có 3 đơn thôi, 3 đơn cũng rất là 3 đơn là tuyệt vời, rồi. Một quá đơn là tuyệt vời lắm rồi mọi người ơi. Bao nhiêu đơn tụi mình cũng rất là trân quý, cảm ơn mọi người rất nhiều ủng hộ. Có nghĩa là mọi người một lúc không thể mua được nhiều đơn, nhưng mà nhiều người mua ít đơn cộng lại cũng rất là nhiều đơn luôn. Đây, set này hiện tại đang là 500 bao nhiêu nhỉ? 539.000 form hay 588? Gồm cả áo 588 á kìa. Thế đúng rồi mà. Đúng hả? 539. 539.000 gồm cả áo ngoài và một cái chi ở bên trong. Áo sơ mi làm gì mà bên em có 140 vậy? Em mua nãy giờ mà sale vẫn còn mã. Chị hỏi thật là em có liên lạc gì? Em có báo máu rồi TikTok. Không, cái này là chắc chắn là có người nhà. Có người nhà xả mã ra hàng ngày đúng không? Làm sao mà nãy giờ mua bao nhiêu đơn rồi mà vẫn còn mã này? To keep life meaning để cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bà Uyên kia mua kiểu gì mà bao nhiêu đơn một nick được vậy, đỉnh thế. Chắc là cái điểm uy tín rất là cao đây. Tôi nghĩ là điểm uy tín rất là cao nhé. Chuẩn bị phải vòng về với các cái deal ngày hôm nay rồi. Đúng rồi. Hiện chúng ta sẽ vòng lại để quét hết đúng một rồi. Vòng luôn. Vậy thì bây giờ vòng về thì như nào? Thì mình lại son xong rồi các thứ thôi. Tất okay. cả thôi. Mọi người hỏi gì thì mình sẽ nói cái đó. Uyên Nguyễn có bao giờ bom hàng đâu. Quá đỉnh luôn em ơi. Có đỉnh 10 điểm, không có nhưng luôn. Quá rồi, thật sự. Còn 2 phút nữa nhỉ. Còn 2 phút nữa chúng ta sẽ quay lại tất cả những đơn, điểm lại tất cả những đơn có mặt trong ngày hôm nay của. Còn 2 phút nữa thôi, còn 2 phút nữa thôi thì chúng mình sẽ điểm lại tất cả những đơn có mặt ở trong ngày hôm nay và sẽ đưa ra những cái deal cuối cùng để mọi người có thể có được cơ hội để chốt được cái giá như này. Như mình nói rồi, mọi người mua ở ngoài cửa hàng, mọi người vẫn sẽ có những cái đồ chất lượng như này.
vẫn có những cái bảo hành cũng như là những cái chế độ hậu mãi như của chúng mình. Nhưng mà ở cái livestream của chúng mình, mọi người sẽ mua được với một cái mức giá nó tốt hơn. Vậy tại sao chúng ta không chọn một cái gì đấy nó lợi cho bản thân mình hơn, đúng không mọi người? Chị ơi, mua xịt không được đúng không? Nói quá. Đúng rồi, mọi người ơi. Mua xịt cũng được nha, có xịt nha, có xịt nha. Muốn mua xịt thì cứ mua xịt nha. Từ từ kiếm người. À, anh có thể vào thử xịt dùng này được không? Không, đánh đây, thích pháp thành. Đón Halloween, cầm chổ dọn nhà, đón quà khuyến mãi. Bây giờ mới để ý cái câu xưa vấn đề. Rồi, hôm nay, bây giờ mình sẽ chuyển qua những món okay. Chúng ta đã like trong ngày hôm nay. Mọi người ơi, chúng ta cũng điểm danh lại những mẫu có trong like ngày hôm nay thôi. Nào, nào, nào. Nào, hôm nay chúng ta đã có những cái gì nhỉ? Bây giờ trước tiên là sẽ về nhãn hàng thời trang Routine trước. Đúng rồi. Những cái mẫu nổi bật của nhãn hàng đầy lồi cả ra luôn. Đúng rồi, mẫu nổi bật hôm nay anh để ý là những mẫu nào? Đây đây đây, hôm nay em thích cái này này. Em thích cái nào? Anh là anh ưng ba cái flannel nhá. Đấy, xong rồi em thích nhiều lắm ấy. Đợi em một cái này cũng đẹp này. Ui, từ nãy giờ không thấy lên đi này. Cái này cũng xinh này mọi người, áo của tàu xinh này. Áo này cũng xinh này, cái này cũng xinh này, anh mặc cái đó luôn, khoác cái đó vô đi. Khoác cái đó vô. Trời ơi. Xinh quá, xinh quá, xinh quá. Đây, những màu ốt nổi bật của ngày hôm nay 181k, quá là xịn luôn nha các chị ơi. Mua đi tặng cho bạn trai, tặng cho bố, tặng cho bồ, tặng cho anh trai, tặng cho chú, tặng cho bạn cũng được luôn nha mọi người ơi. 181, chỉ 181k. Áo hoodie mua tặng, mua được tặng áo sơ mi luôn này mọi người ơi. Nam nữ đều mặc được luôn nha, có rất là nhiều size luôn, chứ không phải chỉ một size. Mặc rất là xinh, rất là đẹp, rất là ấm vào cái thời tiết chuẩn bị chuyển đông rồi nha mọi người ơi. Nhớ nha là mua cái này được tặng một cái áo thun, nên là nhớ mua luôn đi, chốt đơn lẹ luôn nha. Like sắp xuống rồi nha mọi người ơi, là về giá gốc là còn không được tặng quà nữa. Với cái áo sơ mi như này thì mình khuyên rằng mọi người nên là cắm thùng. Áo trắng kia mọi người ơi, ghim giùm em cái áo trắng này với ạ. Có bạn kêu ghim giùm lên cái bạn áo trắng này với. Đấy, các sản phẩm của Routine cũng đang có những cái deal giảm giá rất là tốt đó mọi người ạ. Và ở trong cái phiên live này mọi người sẽ được sự săn những cái deal đấy. Và chỉ có trong phiên live này thôi, mọi người nhanh tay nha. Hồng ấy mua rồi khuyên mãi hôn đi chứ tim mịt gì. Để dành live sau mọi người ạ. Mình còn gặp nhau nhiều mọi người ơi. Mình gặp nhau nhiều lắm mọi người ơi. Từ từ đi, ăn nhiều, hôn nhiều đừng ngộ độc đấy. Đây, cái áo này nha, áo này tôi đã ghim lên rồi nha mọi người ơi. Nhanh, người tôi tắt like một cái nó về giá gốc đây này. Đúng rồi, bây giờ mà tắt like là sẽ về giá gốc đấy. Còn chả được tặng nữa cơ ấy, đâu ra mà sơ mi, đâu ra mà được tặng áo thun nữa. Đúng đâu rồi. Ra mà đi được tặng đã nữa. Đã về giá gốc rồi lại còn không được tặng. Đúng rồi. Đây, ví dụ một cái áo như này, mọi người sắm tay áo lên xong rồi à. À, mọi người nhận sản phẩm về, mọi người đừng quên là sản phẩm tốt nhờ đánh giá 5 sao cho tụi mình luôn nha. Đó, mọi người, mình đang làm gọi là hơi gian dối một chút. Hơi gian dối. Nhưng mà nói chung là cái áo này cũng là một trong những cái áo nên mua không biết là bao tiền. Mọi người có thể ghim lên cho em luôn cái áo anh Đức đang mặc với ạ. Ồ, cái áo baby tee này. Ồ, cái áo này cũng xinh này, mà nãy giờ tôi chưa có mặc mọi người ơi. Hiện tại cái áo của Đức mặc không còn. Không còn hả? Không giống rồi hả? À, phải hỏi sao, hỏi sao, hỏi sao, hỏi sao, không có. Không sao. Không sao, không sao. Đánh giá 5 sao luôn, uy tín, ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người nhận sản phẩm cứ phép bay thật những gì mọi người nhận sản phẩm chất lượng nên chúng tôi sẽ không lo về vấn đề đó. Đánh giá 1.000 sao luôn, ủa đánh giá được luôn đó. 1.000 sao là sao ngoài công viên ngủ á. Áo trắng hồi nãy chị mua giá như áo trắng hồi nãy chị cầm lên áo trắng hồi nãy là giá 181k mã số 6 nha mọi người ơi. Mã số 6. Mã số 6, 181k. Đúng rồi. Và cuối cùng thì chúng mình điểm lại những cái sản phẩm nổi bật ở trong nhãn hàng Routine của chúng mình ngày hôm nay. Đấy là những sản phẩm ví dụ như áo flannel. Hiện tại thì đang có một mức giá 538k. Được tặng thêm một áo thun 199k nữa. Tiếp theo sẽ là hoodie. Hoodie thì hiện tại như ở đây chúng ta đã có hai mẫu 509k và cũng được tặng thêm một áo thi ở bên trong nữa. Đúng. Với mức giá quá hời. Áo thi cũng là áo thi 199k mọi người ạ. Đúng rồi, tiếp theo là mẫu này. Tiếp theo sẽ là mẫu áo sơ mi có cổ. Thì hiện tại thì mẫu này đang được sale ở mức giá là 181k. Chỉ 181k, đến khi và kết thúc livestream thì sẽ trở giá về gốc. Với cái giá gốc. Nên là mọi người nếu mà còn đắn đo chần chừ gì nữa thì mọi người cứ nhanh tay nha. Bởi vì là hết livestream thì sẽ không còn cái deal này nữa. Đúng rồi.
Mình không biết là ở trong những cái live sau bọn mình, live sau ấy bọn mình sẽ có được thêm những cái deal nào tốt hơn hay là nó không tốt bằng nữa. Nhưng mà với mình hiện tại ở trong cái livestream này, đây là một cái deal tốt rồi. Đúng rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ điểm danh qua nha. Cả dạ bên kia mình xong chưa ạ? Úi dồi ôi. Nào bây giờ mình cũng dẹp cái này vào trong để mình cùng điểm qua deal sau cũng như là không vui cha của ngày hôm nay. Ok. Yeah. Rồi. Đây chúng ta rồi đây và chúng ta đã trở về với BBA như là Star Kombucha. Ai là miếng nước thôi. Ờ đúng rồi đấy, là miếng nước thật đấy. Ôi ông rượu ai gặp bây giờ chẳng ui chết rồi. Ok, và Star Kombucha và PBA. Với Star Kombucha thì đây là một nhãn hiệu nước trái cây đến được lên men trong 30 ngày từ Mỹ và đã có chứng nhận an toàn của FDA Hoa Kỳ. Và với một thùng Star Kombucha như thế này ấy, thì mọi người sẽ có 12 lon mix 12 vị. Và giá của một thùng này hiện tại đang là 199k và giá gốc là 420k. Mọi người có thể ra những cái cửa hàng tiện lợi bán lẻ hay là những đơn vị bán lẻ ấy, thì mọi người sẽ bán cái này sẽ trong cái giá khoảng tầm loanh quanh 30k. Nhưng mà ở trong cái livestream của mình, mọi người sẽ mua được với cái giá rẻ hơn đến hơn một nửa. Cụ thể là giảm đến 53%. Đúng rồi, 420k còn 199k. Thì với những người chưa đến với cái livestream lúc trước ấy, thì mình sẽ nói lại những cái công dụng của Star Kombucha. Ví dụ như là bảo tốt cho hệ tiêu hóa nè, tốt cho cái việc mà mình detox cơ thể để có thể giảm cân nè, tốt cho sức khỏe nè, rồi làn da cũng sẽ đẹp hơn. Và đặc biệt là rất là lành tính, nên là với một số chị em phụ nữ đang mang thai, khi mà mình có hỏi qua ý kiến của bác sĩ rồi thì đôi khi mình vẫn có thể sử dụng và có thể uống được luôn. Đúng rồi, với cả cái hàm lượng calorie ở trong một lon Star Kombucha này nó khá là thấp. Như hiện tại với mức thông báo của nhà sản xuất, hiện tại thì nó chỉ là 17 calorie trên 100ml và trong một lon này sẽ là 250ml. Và với một số vị thì lượng calorie sẽ còn thấp hơn. Ví dụ như là vị nguyên bản calorie là 13% và vị gừng thì sẽ là 15%. À 13 calorie và 15 calorie, nó sẽ là một cái mức calorie thấp. Nên là mọi người đừng quá lo lắng khi mà mình sử dụng Star Kombucha, nó sẽ không gây cho mình thừa đường hay là béo phì hay gì cả. Như là các sản phẩm chứa nhiều calorie khác. Và uống lúc nào cũng được mọi người, không có phải lo nha mọi người ơi. Và đặc biệt không cồn nhá, không cồn. Đúng rồi, không đây cồn, là một sản phẩm không cồn. Là một sản phẩm được lên men trong 30 ngày và đã được chứng nhận FDA Hoa Kỳ đảm bảo rằng là đây là một sản phẩm mà đủ tốt để dành cho sức khỏe. Đúng và rồi. Đưa đến tay người dùng. Mọi người hay nói về an toàn thực phẩm thì đây chính là một sản phẩm an toàn thực phẩm. Đúng rồi. Và rất là với một thùng 12 lon như thế này được mix 12 vị thì chỉ có giá ở trên cái livestream này là 199k. Còn nếu mua ở ngoài thì mọi người sẽ phải mua giá là 420k. Rất là vậy thì tại sao còn không gì nữa? Không chốt ở livestream của chúng mình đúng không mọi người? Livestream sắp kết thúc rồi, vậy nên là mọi người hãy suy nghĩ thật nhanh nha mọi người. Đúng rồi. Và với cái kombucha thì ví dụ như mọi người có nhu cầu mua nhiều hơn một thùng, là ví dụ hai thùng hoặc ba thùng, thì chúng ta sẽ có những cái giá combo phía dưới, giá sẽ rẻ hơn rất là nhiều nữa. Hoặc là cụ thể mọi người đã từng uống rồi và mọi người ấn tượng với một vị nào đó trong số 12 vị này thì mọi người có thể kéo xuống dưới để có thể lựa chọn cái vị mà mọi người thích thôi, chứ không bị ví dụ kiểu mua 12 vị về nhưng mình chỉ thích có một vị thôi thì bị uống những cái vị còn lại đúng không? Đúng rồi, nhưng mà hiện tại thì ở trong cái livestream này, nếu mà chúng ta mua lẻ vị, chúng ta vẫn có những cái deal hỗ trợ rất là tốt. Nhưng mà cái deal tốt nhất hiện giờ chúng mình đang có, nó chính là mua một thùng mix 12 vị này. Nên là mọi người có thể, nếu mà lần đầu tiên mọi người biết đến Star Kombucha thì mọi người, mình nghĩ là đây sẽ là một mức giá hợp lý và rất là tốt để mọi người có thể tiếp cận và trải nghiệm. Đúng thay rồi. Vì mình mua đến 420.000 để mua một cái thùng này để trải đúng nghiệm rồi. Đúng không mọi người? Lần đầu mua thì mọi người cứ mua một giờ 899k rất là ok luôn, để xong rồi về có thể trải nghiệm được hết 12 vị luôn. Đúng để rồi. Xem là mình thích vị nào nhất trong 12 vị đó. Hoặc là đơn giản ví dụ như là trong một buổi chiêu bạn bè chẳng hạn. Ví dụ như là mình không muốn một cái gì đấy nặng nề, ví dụ là bia rượu